Gần 8% được xem là mức tăng trưởng khá của ngành thủy sản so với mặt bằng chung về xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản trong năm 2017 vẫn tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, nhất là từ hàng rào kỹ thuật mà các nước dựng lên. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu thủy sản tới 161 thị trường với kim ngạch đạt khoảng 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với năm 2015. Thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam vẫn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, tôm vẫn mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất cho ngành thủy sản trong năm 2016, chiếm 44% về giá trị, ước đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ. Bất chấp khó khăn trong năm 2016 về hạn hán, xâm nhập mặn đã tác động lớn đến vấn đề nguyên liệu. Theo VASEP, có được thành tích trên là nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, cộng với nhu cầu nhập khẩu của các thị trường dần tăng trở lại do kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, năm 2017, ngành thủy sản chỉ dè dặt đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng xấp xỉ 5% so với năm 2016. Nguyên nhân là do hàng xuất khẩu của Việt Nam bị trả về còn nhiều do tồn dư hóa chất, kháng sinh, vi sinh vật vượt ngưỡng. Gần Tết, càng thêm nhiều chú gà, gia đình gà lũ lượt xuống phố, đem không khí mùa xuân lan tỏa khắp phố phường. Người dân thành phố rất thích thú với những mô hình tiểu cảnh trang trí hình gà này và không bỏ qua dịp để lưu lại những hình ảnh đẹp làm kỷ niệm.